Hello, mình là Ngọc Điều. Hôm nay đã 4 ngày ngăn cách xã hội. Nhà bạn hôm nay ăn gì? Nhà mình sẵn có mua tôm cho nên chồng mình thu hoạch được ít tôm ít cá. Thế là khỏi mua. Thêm một quả bí hôm trước mình đã mua sẵn. Thế là hôm nay mình muốn ăn chiều nay. Đây là em đây mọi người ơi. Em làm Giờ em đang chuẩn bị làm thập kilo. Mà gì ơi, nó bắt ông á. Dạ thập kilo ông mặc hay là sữa. Thế là xong thì mình sẽ đi với trà sữa cho mọi người. Ba rồi thật thập kilo thật sữa. Dạ bởi vì xích vô chứ bị dịch nha, dịch ở nhà nè, ở nhà tối nay đây. Sao cưng treo trò mạo hiểm gì hiểm? Bữa nay 14 rằm nhưng mà cũng ngay ngày cách ly nha, ngày thứ năm của cách ly. Chỉ ăn nhẹ thôi chứ không có còn cái gì nữa ăn hết trơn á. Đúng rồi. Ăn bánh khọt. Thành công. Ăn bánh khọt cả nhà ơi. Sắc mỏng rồi quất một bịch bột chiên giòn, mình tự làm tự ăn luôn, tại vì mình tại mà ngoài đường không bán nó bắt buộc mình phải tự xử thôi. Các bạn thấy cũng ổn đúng không? Ok đó nha, nhanh gọn lẹ, khoai lang bột chiên giòn chào ăn rồi tùy các bạn nêm thôi. Các bạn thấy sang chi đẹp không đó? Bây giờ thử nước thôi, mời các bạn. Ngày thứ tư chẳng sao thật sự các bạn coi còn không muốn thấy giờ TikTok đang hot mọi người. Đây là sản phẩm, đây là sản phẩm của mình đây mọi người. Ăn cho một miếng đi.